Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Chuyên các phụ kiện cho anh em săn bẫy. Chuẩn bị đã vào mùa gà 2018-2019 nhá. Shop giới thiệu với các bác một cái mẫu lèo ngụy trang, lèo ngồi cho các bác đi ngụy trang bẫy gà các khu cho các bác đi săn bẫy nhá. Cái này là các bác thông cảm là mỗi một đợt hàng thì bên kho nó lại là một kiểu. Đây là hàng này toàn bộ hàng Trung Quốc thì đâm ra là shop bán hàng trên video thực tế. Đặt hàng nào về mà có thay đổi thì shop cũng phải giới thiệu chi tiết cụ thể với các bác và những sự thay đổi nhá. Đợt này là sẽ là hàng khác với mẫu trước nhá. Đây tôi còn mẫu cũ đây. Đây đều là cái kiểu sách tay hết, đều kiểu sách tay nhá, đều kiểu sách tay. Nhưng mà cái mẫu cũ này là màu như này, nó thiên về màu vàng nhiều hơn, nó sẽ hơi sáng hơn. Còn cái mẫu cũ này ấy, nó thiên về màu sậm. Mẫu mới thì đối các bác nhá, mẫu cũ là mẫu này, nó hơi sáng hơn. Thế còn cái mẫu mới nó sẽ hơi sậm hơn. Và điều quan trọng nhất ấy, là cái mẫu cũ này là số đo của nó là vuông 1 mét, có nghĩa là rộng 1 mét, cao 1 mét nha các bác nhá. Thế nhưng mà cái mẫu mới này ấy, thì là đợt này kho xưởng gửi hàng về thì toàn bộ lại là rộng 1m2, là cao 1m2 hết các bác nhá. Rộng thì vẫn 1m đấy, nhưng mà cao thì hoàn toàn là cao 1m2. Thì các bác mua hàng mà đúng đợt hàng mẫu mới này, hàng mới về này, thì cái mặt hàng của nó sẽ là cao 1m2 và màu thực tế là màu như này. Quay gần lại đây cho các bác xem. Đây là cái vỏ bao bì, thì vỏ bao bì như nào, ở bên trong như vậy, màu đúng là như này nhá. Bây giờ tôi mở ra cho các bác xem. Thì ở phía mà tay cầm sách ấy là theo kiểu sách tay này nhá, không phải dây đeo nhá các bác nhá. Đây cái này là hàng có như nào là phải nói với các bác như vậy nhá. Đây, hàng có nhà nó các bác như vậy. Đây. Cái này ấy, thì là chất liệu là vẫn là chất liệu vải dù không thấm nước. Phía trong thì vẫn có cho các bác một cái túi này là được 4 cái que sắt để ghim góc. Nhưng mà cái này thì có thật sự ra là anh em không có bác nào dùng tới đâu nhá. Tại vì mình để mình tìm một cái chỗ nó địa thế chắc, không mấy khi để ghim. Đây các bác thấy nhá, cái màu bên trong hoàn toàn giống màu vỏ ngoài, màu sậm, màu tối hơn, màu sậm hơn, thì chắc chắn rằng là độ ngụy trang sẽ tốt hơn. Hàng thì có rất là nhiều, có cả mấy trăm cái, bác nào mua lẻ mua xỉ đều có hết. Nhưng mà đây là chỉ có bỏ ra vài cái quay là mẫu cho các bác thấy thôi. Các bác mua số lượng bao nhiêu cũng có, hàng mới về nhá. Đây tôi mở ra các bác xem nhá. Bác mở từ từ thôi. Đấy mở từ từ thôi để tránh nó bị giật mạnh quá thì nó bung cái hàng chỉ. Và thứ hai nữa là con hổ nha, thế nó sợ. Đây. Và cái hình thức của cái nào này nhá các bác nhá. Thì vẫn là cái khung thép bẹt nó quấn vào đây, ở phía dưới này có miếng dán này để che cái khung này nhá. Thì các bác mở ra như này. Các bác kéo góc nó đối diện này của nó ra. Các bác kéo góc đối diện ra. Thì nó sẽ thành như nào. Rồi. Khi mới kéo ra ấy thì không khí nó chưa vào thì cái mà nó còn bẹp nhá. Muốn không khí nó vào ấy thì các bác kéo cửa sổ lên. Kéo cửa sổ lên. Không khí nó tràn vào trong thì cái nào sẽ tròn trịa nhá. Nó sẽ tròn này. Các bác nhìn thực tế này. Nhá. Với cái mẫu nào này thì là mẫu nào 3 cửa sổ các bác nhá. Một cửa sổ này. Nhá. Tôi vén cho các bác xem luôn. Hướng dẫn cho các bác luôn nhá. Là các bác kéo một nửa. Các bác kéo một nửa này. Nhá, kéo một nửa như này. Các bác vén một ít lên trên như này. Các bác muốn nó khoảng 10 phân hay 5 phân thì tùy ý các bác nhá. Và các bác ngồi trong các quan sát ra. Có lưới đen. Lưới đen, lưới tàn hình nhá. Chúng mỗi chúng dính nhá các bác nhá. Cửa sổ thứ hai đây. Các bác cũng làm như vậy nhá. Các kéo các bén này. 100.000 mà em cung cấp tiếng thẻ, tiếng chim cho em. Và cửa sổ thứ ba, các bác cũng làm tương tự. Vâng. Mẫu này vẫn là mẫu 3 cửa sổ. Và cửa sổ có viền khóa làm rất là chắc chắn như mẫu cũ thôi. Khác một số đo luôn. Và khác nhau về màu. Thế còn đây là cửa chính nha các bác nhá. Cửa chính. Cửa chính này thì vẫn là hai khóa nhé các bác nhé. Hai khóa kéo về hai phía.
Các bác khai khóa, kéo hai tiếng nhé. Thì khi các bác vào trong này, các bác kéo khóa thì các bác kéo từ hai bên, lấy từ trên kéo xuống như thế này nhé. Và các bác lưu ý này, bác lưu ý là cái khóa này là khóa hai tay. Anh nhắn tin gì chị? Ở trong có tay để kéo, ở ngoài có tay để kéo nhé. Đây là số đo, tôi sẽ lấy thước. Không có nhắn tin gì các bác. Rồi, để tí nữa em gọi lại, em lấy địa chỉ thôi, có cái gì thôi. Đây, cao 1m2. Cao 1m2 các bác nhá. Nói chung là cái mẫu này thì sẽ là cao 1m2. Cao 1m2. Và chiều rộng của nó, chiều rộng của nó để tôi đo xem nào. Đây, đây, rồi. Rộng của nó thì là 1m các bác nhá. Rộng vẫn là 1m. Nhưng mà chiều cao thì sẽ là 1m2. Đấy, các bác lưu ý đối với cái mẫu nào hàng mới về thì là như vậy nhá. Đây, tôi vào trong này thì như này thì được, anh em ngồi nó sẽ thoải mái hơn, nó cao hơn, nó thoải mái hơn. Nhưng mà đợt lô hàng này ý, là toàn bộ xưởng may 1m2, chỉ giải thích cho các bác như vậy thôi, 1m không có nhá. Đây, các bác quấn thì các bác nên quấn cái đường ngụy trang ra ngoài để nó không bị lộ. Đây là con đai nhựa này các bác này, các bác phải cài bằng phía trong, ở trong nó có đai trong rồi nhá, đó các bác cài vào thôi. Bên này cũng vậy nhá. Con vào đây không? Đây em nghe này. Để cho muốn làm cũng đây nhá. Là cái áo gì? Anh ở đâu ạ? Đây con đai nhựa các bác cài vào như này. Em bên sốt tơ ngắn. Đây nha. Đây là 1m. Rồi con đi ra. Nhưng mà em ở 1m2. Nha các bác nhé. Rộng 1m, cao 1m2. Ba cửa sổ các bác nhé, ba cửa sổ. Các bác nhìn này. À, cái kia là cái cửa sổ phía sau này. À, bên này đây là cửa sổ bên hông này. À, bên này là cửa sổ bên hông nữa nhá. Đấy các bác thấy là nó có ba cửa sổ, con để cho bố em. À, nha, ba cửa sổ, rộng 1m. Cao 1m2. Màu ngụy trang rất là tốt các bác nhá. Đấy. Thế mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với lại số điện thoại của shop đây. Một trong năm số điện thoại, hàng thì luôn luôn là bao ship đi toàn quốc nhá. Đây, tôi quay ra chỗ sáng để cho các bác nắm kỹ được cái màu của nó này. Đây. Các bác thấy nhá. Cái màu của nó là màu như này. Màu nó sẽ sậm hơn cái mẫu trước nhá. Nói chung là đây là cái mẫu màu thực tế nhé. Màu thực tế đây. Đấy. Màu thực tế như này nhé các bác nhé. Các bác xem, các bác muốn mua hàng ấy, thì các bác vui lòng xem kỹ clip giúp tôi, xem kỹ video để biết được rằng cái sản phẩm mình đặt mua là như thế nào. Và các bác đưa ra quyết định mua hàng thì các bác vui lòng alo trực tiếp nhé. Các bác lưu ý alo trực tiếp giúp tôi, tại vì số cũng rất là bận nhé, không có trả lời online thường xuyên thì các bác được. Đây là cái mẫu nào, là mẫu nào thực tế nhá. Rộng 1m, cao 1m2. Màu tối sậm, ngụy trang rất là tốt, đầy đủ yếu tố, ba cửa sổ, kéo khóa chắc chắn nhá. Rồi các bác nào mà mới cập nhật được kênh shop Tân Ánh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ cho shop và các bác sẽ nhận được những cái video clip mới mà shop giới thiệu sản phẩm với các bác nhá. Mong giao lưu với anh em toàn quốc, hàng COD, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác sau nhé.